Hello, xin chào các bạn và các anh chị quay trở lại với kênh ITP Club Channel. Lại tiếp tục là Bình. Trong những cái phiên đỏ lửa như thế này thì Bình sẽ tiếp tục là chia sẻ với mọi người về thị trường. Và chúng ta thấy là về thị trường hiện tại là cũng đang bắt đầu điều chỉnh, đúng không? Khi mà điều chỉnh như thế này thì em thấy là có phải là cơ hội hay là rủi ro, đúng không? Thì cùng với Bình cùng có những cái góc nhìn. Và sau khi có mình chia sẻ xong thì các bạn và các chị có thể tự quyết định ha. Mình nghĩ là mọi người có thể tự quyết định được sau khi mình có thể chia sẻ cho mọi người xong như thế này. Thì ngày hôm nay thì em thấy là thị trường có một cái phiên mà gọi là giảm điểm như thế này thì em thấy là gần như các bạn và các chị thấy là gần như là đang có một cái giảm rất mạnh đúng không, và đã bao phủ với lại toàn thị trường rất lớn, cũng như là hôm nay chúng ta thấy là có những cái thanh khoản rất đột biến đúng không, và rất đột biến với ngày hôm nay và thanh khoản rất là lớn. Thì trong lớn hơn cả trong những ngày trước cũng thấy là vào khoảng 17.000 tỷ, hơn 17.000 tỷ ha. Và một cái nữa đó là chúng ta thấy là thị trường chúng ta đang có một cái hưng phấn, không, cái hưng phấn như mình có chia sẻ mọi người ở đây đúng không? Đó, ở đây thì em thấy là những trong những cái giai đoạn này thì mình luôn chia sẻ mọi người là khi mà vượt qua những vùng này thì nó sẽ quay trở lại để kiểm tra cái vùng hỗ trợ này, đúng không các bạn? Thì mình thấy là ở đây đạt một cái hưng phấn rất lớn, đúng không? Đó, thì mình chia sẻ mọi người có thể canh chốt lời ở cái vùng 2020 này. Thì trước đó mình có chia sẻ mọi người vùng này thì nó sẽ vượt qua một cơ hội ngày thứ ba, đúng không? Thứ ba là ngày này nè. Ngày 7 tháng 1 đó, thì mình đã thấy là khi mà như này thì hưng phấn nó sẽ đi ngang, bạn thấy không? Hưng phấn nó sẽ đi ngang. Và cảm giác là như vậy, nghĩa là mình rất là hào hứng để mua. Và cũng như là khi mà mua như vậy thì cái sự mua của mình rất là an tâm, đúng không? Về cái chỉ số về UC Index ở đây em thấy là đang ở một cái mức rất thấp như này thì em thấy là không có sự hoảng loạn. Thì có nghĩa là chúng ta rất là mua, cảm giác mua cổ phiếu là rất an toàn. Và như vậy thì em thấy là mua nó sẽ cảm giác rất là chiến thắng. Nhưng mà thực tế thì em thấy là những cái điều chỉnh này nó sẽ làm cho về cho cái chỉ số Vietnam Index chúng ta sẽ bớt đi cái đà hưng phấn. Mà mình nghĩ là với cái đà hưng phấn này nó đang ở mức cao như này thì nó sẽ còn tiếp tục một cái hành trình giảm tiếp tục, đúng không? Vào ngày mai với cái đà này em thấy là chắc chắn ngày mai sẽ có một cái giảm vào đầu phiên. Và ta sẽ coi là cái chỉ số chúng ta sẽ tiếp tục giảm về đâu. Đó, thì em thấy là ở một cái mốc như mình thấy là nó sẽ retest lại ở cái vùng 1080 84 185. Đó, thì như mình có chia sẻ mọi người thì những cái vùng này thì nó cũng đã sớm thì em thấy là chưa chạm tới đây nó bật tăng đúng không. Mình thấy là cái mà khốc liệt nhất á của thị trường là gì? Đó là cái mà nó cần điều chỉnh về mà nó không điều chỉnh mà nó lại hồi phục. Đó, hồi phục như vậy thì em thấy là những cái đoạn mà tăng trở lại này rất nhiều các anh chị và các bạn lại mở những cái điểm mua. Đó, điểm mua rồi rất hào hứng để mua đúng không? Và sáng ra cũng rất hào hứng để mua. Đó. Và chúng ta thấy là trong cái buổi sáng thôi. Đó, thì chúng ta thấy là nhìn về lại lịch sử thì em thấy là vào buổi sáng thôi thì ta hào hứng rất là hào hứng, cho nên là cái thanh khoản của thị trường cũng rất là đột biến đúng không? Vào gọi là cũng nhỉnh hơn so với ngày hôm trước và ngày hôm nay. Và buổi chiều thì nó bắt đầu là có một cái sụt giảm trở lại, vẫn thấy là lưỡng lự đúng không? Lưỡng lự cho nên là sụt giảm về cái thanh khoản rồi. Sau bắt đầu là 2 giờ là một cái giảm mạnh. Một cái giảm mạnh rồi bắt đầu là thanh khoản mới tăng vọt lên vào cuối phiên. Và nước ngoài cũng từ đó mà quay trở lại mua rồng, quay trở lại và kết phiên là một cái sự mua rồng của nước ngoài. Thì quay lại vấn đề ở đây thì mình vẫn chia sẻ mọi người là về cái nguy cơ mà kịch bản mà mình để thấy là để tăng vượt qua cái vùng này, thấy là nhất là như bạn nó cũng phải cần có cái sự tích lũy tới cái mây to này đúng không? Mình thấy là chưa tới cái mai to này nó lại sụt về EMA. Thì ta trước đó thì mình có chia sẻ mọi người thì cái hỗ trợ ở 1054 này nó vẫn còn hiện diện, cho nên là với khoảng cách xa như này với cái hai hỗ trợ này mình thấy là khả năng rất cao thì nó sẽ điều chỉnh về đây. Nhưng mà mình kỳ vọng với cái gì các bạn, mình kỳ vọng là nó sẽ không chỉnh về ở cái mức giá là 1050. Mình không nghĩ là nó sẽ chỉnh về 1050 đâu các bạn.
mà mình nghĩ là nó sẽ chỉnh về đâu đó để lắp cái khoảng trống giá chỗ này nè. Đó. Bạn thấy không? Đây là khoảng trống giá mà khi thị trường rất tích cực ở cái chỗ mà tích lũy cũng tương đối chỗ này, nó khoảng tầm ở đây thì mình nghĩ là tầm khoảng 1 tuần, đúng không? Tầm 1 tuần ở đây. Đây đây chắc tầm 1 tuần các bạn. Đúng không? Thì chúng ta thấy là sau khi có những cái lần mà chạm vào những cái kháng cự này 1, 2, 3, 4, 5 thì lần thứ 5 nó mới vượt qua, đúng không? Nó vượt qua thì chúng ta thấy là bây giờ mình nghĩ là nó retest lại thì quanh ở những khu vực 1065 tới 1070 sẽ cũng là một vùng hấp dẫn rồi, đúng không? Cũng là một vùng hấp dẫn để cho các anh chị và các bạn nhập cuộc. Đó, nhập cuộc đối với cái vùng này. Đó, đó là về việc ngắn hạn. Về việc ngắn hạn mà chúng ta sẽ thấy được những cái vùng hỗ trợ đó. Và chúng ta phải xác định thêm một cái nữa là về mặt dài hạn của index của chúng ta như thế nào. Thì các bạn thấy không? Ở đây thì về mặt dài hạn thì index của chúng ta đang có một cái vùng hút giá cũng như là vùng cân bằng, gọi anh em ITB cũng hay có một cái ngữ đó là một cái khách sạn, đúng không? Đang hút giá về ở cái vùng 1200 này. Thì mình nghĩ là chúng ta sẽ tìm được cái điểm mua tốt về trong cái mặt ngắn hạn để cho các anh chị các bạn mua, và kỳ vọng thị trường chúng ta sẽ hướng về cái vùng 1200, 1200. Thì vẫn có thể là kỳ vọng nó cao hơn, chúng ta sẽ quan tâm coi lúc đó về cái độ ngắn hạn của thị trường sẽ như thế nào để chúng ta sẽ xem là nó có vượt được 1200 này hay không. Nhưng mà lúc đó chúng ta sẽ tính ha, mình sẽ làm cho các bạn một anh chị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quan tâm về cái mặt ngắn hạn của thị trường như thế nào. Vì thị trường hôm nay giảm tận 35 điểm và có 45 mã giảm sàn. Nha bạn, 45 mã giảm sàn và cộng thêm những cái nhóm ngành như là cái dòng chứng khoán rồi đầu tư công giảm rất mạnh. Đó, thì như vậy làm ảnh hưởng đến tâm lý của anh chị và bạn đang nắm giữ cổ phiếu như thế nào. Thì mình muốn làm và chia sẻ thì chúng ta trước đó những cái cổ phiếu như LCG tăng rất tích cực thì mình cũng có chia sẻ mọi người là tới những cái vùng chỗ mà có và loanh quanh ngay cái chỗ mà chúng ta thấy được là giao dịch cũng khá nhiều chỗ này thì mình cũng chia sẻ mọi người là nên chốt lời dần, đúng không? Dù là tăng trần như thế này thấy là thì có tăng nữa thì chúng ta cũng nên chốt lời dần, đúng không? Chốt lời dần để chúng ta khỏi bị áp lực tâm lý ở những đoạn này. Đó. À, cũng như làm thấy là đã tiến về những cái vùng quay nó hơi to đó, to của LCG và cái đường đường nó đi nó cũng rất là giật đứng đó. Như là những cái cổ phiếu như là Nhạc Phương đó, chúng ta thấy là tới mà quanh chỗ này thì nó tới những vùng kháng cự, đúng không? Thì chúng ta thấy là dù nó có vượt qua nữa nó cũng sẽ chỉnh lại đó, nó sẽ chỉnh lại thì chỉnh lại nó là cơ hội để chúng ta làm vòng vòng tiếp theo đó, đúng không? Đó, một vòng tiếp theo. Rồi như vậy thì chúng ta lại quay qua nhìn về một số nhóm ngành và khi mà điều chỉnh như thế này thì chúng ta lại chọn nhóm ngành nào? Thì đầu tiên mình nghĩ là đặc biệt là cái nhóm ngành chứng khoán, ngành chứng khoán là cái nhóm ngành mà chúng ta thấy được là đó là một cái nhóm mang tính chất là gì vậy? Mang tính chất là cổ phiếu thị trường. Đó, khi thị trường tăng thì nó sẽ tăng và thị trường giảm thì nó sẽ giảm và ngày hôm nay chúng ta là chứng kiến là có những cái khoảnh khắc là có các mã chứng khoán, các mã chứng khoán cũng giảm sàn rất nhiều, đúng không? Ví dụ như VND đó, cũng có một cái giảm sàn, rồi SI rồi VCI đó, thì cho nên là chúng ta thấy là những cái cổ phiếu VCI đây thì lúc trước các bạn có hỏi mình là mua được chưa đó thì mình nói là vẫn chờ đợi thôi các bạn, đúng không? Đó, bạn chờ đợi thôi. Ta biết là hành trình nó khi mà điều chỉnh thì nó sẽ là đi xuống, thấy không? Đây nó sẽ đi xuống, thấy không? Nó sẽ đi xuống và khi đó nó sẽ có một cái đợt hồi phục và hồi phục nó lại hồi phục và đi xuống. Thì như vậy thấy là chưa nó chưa đi thì đây là gần như nó sẽ tiếp tục là đi nhưng mà cái ác nhất là nó hồi lên và sụp xuống như vậy. Rồi, thì như vậy thì em thấy là các bạn có thể quan tâm đến cái nhóm ngành này thì có mình cũng đơn cử là những cái cổ phiếu như SI thấy là cũng điều chỉnh về những cái vùng hỗ trợ như thế này thì các bạn cũng có thể
để ý để tham gia, thì những cái hỗ trợ của nó là hôm nay dù giảm sàn mà các bạn cũng có thể mua để lợi T đúng không, và những cái hỗ trợ tiếp theo là nằm ở 19.5, và thì mình nghĩ là cái biên ở vùng 19.5 cho tới 20 sẽ là một cái vùng để cho các bạn để tham gia rồi đúng không. Và VCI chẳng hạn thì mình đơn cử với cái mã này thì loanh quanh ở cái vùng hỗ trợ 27, chúng ta cũng không loại trừ khả năng nó sẽ bị nhúng xuống, nó nhúng xuống khoảng tầm 26.5 chẳng hạn, khúc khúc này thôi, thì sẽ đơn cử như thế này để các bạn tham gia. Rồi như là SHS như hôm nay chúng ta thấy là cũng về những cái hỗ trợ như thế này, chúng ta cũng có thể tham gia được đối với những cái cổ phiếu về chứng khoán, nghĩa là chứng khoán sẽ là tham gia được. Rồi như các cổ phiếu ngân hàng đó, ngân hàng hôm nay chúng ta thấy là cũng bắt đầu chạm vào những cái hỗ trợ như thế này đó, thì mình cũng chia sẻ với mọi người trước đó đúng không, thì chúng ta thấy là không loại trừ cái khả năng nó đi dao động. Chúng ta thấy hôm nay là ngày thứ mấy vậy, hôm nay là thứ tư đúng không, các cổ phiếu ngân hàng sẽ đi dao động trong cái biên này đó, nghĩa là nó sẽ cứa cứa quanh cái chỗ giao găm này, nhưng nó có một cái may to chỗ này đúng không, đó thì nó vẫn có thể đi hết một cái biên may như này, rồi cuối tuần nó rút chân lên thì thấy là vẫn nằm trên đây, thấy là chứng tỏ nhóm ngân hàng vẫn đang nằm trên hỗ trợ đúng không. Thì đó là chúng ta đánh giá được với những cái đồ thị tuần để chúng ta hiểu được đúng vấn đề, đúng bản chất. Thì thấy là có rất nhiều cổ phiếu tương tự như vậy, như là Vietcombank thì thấy là dù hôm nay có giảm điểm ảnh hưởng tới thị trường nhưng nó vẫn giữ được những cái vùng giá tốt như thế này, thì mình thấy là đánh giá là Vietcombank vẫn đang tích lũy đó. Thì các bạn nào tham gia với những cái cổ phiếu này thì mình nghĩ là có thể canh mua đúng không, có thể canh mua với những cái cổ phiếu này. Rồi đó thì mình cũng thấy khá là nhiều cổ phiếu khác như là Techcombank cũng đang ở một cái vùng hỗ trợ và ở dưới một cái may to nha các bạn. Rồi tiếp theo là những cái cổ phiếu ngân hàng khác, ví dụ như Tiên Phong Bank đúng không, cũng đang có một cái hỗ trợ loanh quanh ở, ở đây, thì chúng ta thấy là có những cái nhịp nhúng thì chúng ta thấy là đó là một cái điểm để chúng ta tham gia rất là ok với Tiên Phong Bank. Thì chúng ta thấy là về những cái Tiên Phong Bank hay là về những cái hỗ trợ thì về mặt ngắn hạn nó vẫn đang đánh giá và định vẫn đánh giá là tốt ha. Đó, đánh giá là tốt thì thấy là cũng không loại trừ nó nhúng về đây rồi nó bật lên thì vẫn là ok thôi bạn đúng không, nó loanh quanh 23 235 vẫn là ok đối với lại Tiên Phong Bank trong cái nhịp này. Rồi mà BB thấy là cũng chỉnh thì thấy là có một cái hỗ trợ 18.5 nữa, thì mình đánh giá vẫn là một cái điểm rất là ok đối với MBB để cho các bạn tham gia ở quanh những cái hỗ trợ như thế này. Và cũng số cổ phiếu khác thì như ví dụ như STB dù làm thấy là cũng đang loanh quanh tích lũy thôi, nhưng mà ta có thể chọn những cổ phiếu cho các bạn nó an toàn, nó có một cái nền rõ hơn đó, nó không như một cái đà tăng như này, dù là thấy là một cái đà tăng mà nó chưa gọi là vi phạm gì đúng không, nhưng mà có như Liên Việt nè, Liên Việt là có một cái vi phạm như vậy không, vi phạm về cái hỗ trợ đó, thì những cái cổ phiếu như STB thì chưa nè. Rồi BID thì cũng ngay cái hỗ trợ nhưng mà mình đánh giá thì cũng không mạnh lắm để giữ được cho cái tốt như này, mình nghĩ là nó sẽ bị áp lực thêm về ngày mai á. Thì chúng ta nên chọn những cái cổ phiếu mà nó có những cái vùng nền tốt để cho các bạn tham gia đối với ngân hàng ngân hàng mà các bạn nên 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 lựa chọn những cổ phiếu có cái vùng nền tốt như nãy mình có nói với bạn, như là Techcombank hoặc là MBB hoặc là Tiên Phong Bank đó, hoặc hoặc là chúng ta có thể là xem cái cổ phiếu SHB đúng không? Mà SHB chúng ta thấy là những cái đoạn này nó đi lên như thế này thì ta cần quan sát thêm ha, quan sát thêm, tại vì đối với SHB ta coi những cái hỗ trợ mặt ngắn hạn của nó và biết là SHB là một cổ phiếu mà nó gọi là một cái biên nó rất là nhạy nha, rất là nhạy, cho nên là với những cái đoạn này thì mình chỉ quan ngại là nó sẽ chỉnh sâu về một tí đó, về có thể tận giá 10. Các bạn thấy là đây nó có 10.4 đúng không? 10.4 thì chúng ta thấy là cũng không quan ngại, thì trong buổi sáng nó nhúng xuống rồi buổi chiều nó kéo lên thì vẫn có thể. Cho nên là chúng ta có thể đặt ở những cái vùng giá 10 để các bạn theo dõi đối với HB. Đó là ngân hàng. Các bạn thấy là ngân hàng chứng khoán rồi thì chúng ta cũng không thể thiếu đến cái ngành thép. Đó. Ngành thép thì mình thấy là cũng đang trong một cái đà tăng tương đối ha. Mình thấy là đà tăng này không phải là vẫn là đang trong cái uptrend của
đối với cái ngành thép thôi, thì chúng ta quay lại với Hòa Phát. Đó, Hòa Phát thì thấy là vẫn đang giữ được cái trend tăng, không? Vẫn giữ được cái trend tăng. Chỉ có cái là với cái hưng phấn đang cao như này thì chúng ta thấy là nó sẽ có một cái nhịp điều chỉnh để tốt cho các bạn để mua. Đó, mình nghĩ là như trước mình có chia sẻ mọi người là những cái điểm mà chúng ta tích lũy ngay chỗ này chúng ta cũng có thể là ok, chúng ta tham gia về mặt ngắn hạn được đối với lại Hòa Phát. Không, các bạn nào mà tăng như này chúng ta có thể chốt lời thôi, tại vì chúng ta thấy là nó cũng đã chạm vào những cái vùng kháng cự tương đối ngay chỗ này. Đó, những cái vùng kháng cự này chúng ta có thể là canh, đúng không? Rồi như Hoa Sen, đó, Hoa Sen thì thấy là cũng tương tương tự như vậy thôi các bạn. Đó, thì các bạn cũng thấy tương tự như vậy thôi. Anh thấy là để mà như thế này thì hấp dẫn hơn. Rồi Nam Kim. Đó, Nam Kim thì các bạn thấy là những cái dạng dạng như thế này nó cũng sẽ chỉnh để cho các bạn tham gia nó ok hơn, đúng không? Đó, các bạn thấy không? Khi tới kháng cự các bạn có thể là một hai line thấy là cũng không vấn đề gì, nhưng mà khi mà giảm sàn chúng ta lại rất là không biết làm xử lý như thế nào, đúng không? Thì cho nên là ta, nếu mà chúng ta có kháng cự chúng ta cứ canh bán thôi, và canh những cái hỗ trợ này chúng ta có thể tham gia lại một phần của với những cục bán như thế này. Đó, và cổ phiếu thép thì có SMC nữa, thì mình thấy là đánh giá là cổ phiếu này vẫn đang có một sự tích lũy và đang hấp dẫn để chúng ta cũng có thể tham gia. Như vậy thì chúng ta thấy là hiện tại thì đa phần các nhóm ngành đều nằm ở các vùng hỗ trợ rất rất tốt rồi, đúng không? Đó, điều chỉnh về những cái vùng này thì thấy là có như VCG. VCG nếu mà điều chỉnh về đâu đó những cái biên ở vùng 19-20 này. Đó, và chúng ta thấy là đầu tiên thì VCG nó có một cái hỗ trợ gần của nó là tầm ở 19 đó, 20 các bạn, đúng không? 19.9 thì chúng ta thấy là cái vùng này. Đấy, thì bạn có thể tham gia nhặt trong cái biên này. Đó, các bạn thể nhặt một phần nữa đặt ở vùng 19. Đó, thì thấy là đây là những cái vùng hỗ trợ của VCG. Thì nếu chắc cú thì các bạn có đặt ở vùng giá 19. Thì mình nghĩ là VCG thì nó hay biến động mạnh các bạn. Biến động mạnh, VCG là một cổ phiếu biến động mạnh, cho nên là khi mà biến động mạnh như vậy thì nó cũng mang lại cái lợi nhuận hấp dẫn cho những ai nhanh nhạy. Và với những cái cổ phiếu như Đạt Phương, đúng không? Thì chúng ta thấy là cũng đang loanh chỉnh, như nãy mình có đề cập, cũng đang loanh chỉnh quanh cái hỗ trợ này. Thì các bạn cũng có thể là xem xét cho cái việc tham gia đối với lại Đạt Phương. Đó, thì Đạt Phương chúng ta coi về mặt ngắn hạn cũng đang có những cái hỗ trợ rất gần ở 32.5. Và hôm nay thì mình nghĩ là giá sàn cũng là một cái điểm để các bạn mua rồi. Các bạn mua thì có thể lợi T, nhưng mà bạn mua thì nó vẫn có một cái hỗ trợ gần 31 nữa, đúng không? 30.7, 30.7 thì chúng ta thấy là những cái vùng này, cái biên như này ta có thể là nhặt dần. Ở cho nên là chúng ta thấy là trong những cái thời khắc mà giảm điểm mạnh thì chúng ta thấy là có những cơ hội để chúng ta nhặt với cổ phiếu sẽ rất hấp dẫn, đúng không các bạn? Rồi, ok, đó là chúng ta thấy được là những cái điểm để chia sẻ cho mọi người ha. Về xây dựng, rồi có thêm những cái cổ phiếu về nhóm ngành xây dựng như KSB, đúng không? KSB thì bạn thấy là đây, khi mà có những cái nhang ở trên đây thì thấy là điều chỉnh thì cũng là cơ hội để cho các bạn tham gia, đúng không? Đó, BCC, KSB đó. Ok các bạn, đúng không? Đó, thì những cái hỗ trợ 21, 22, KSB, đúng không? Thì chúng ta coi là KSB ở đây thì mình các bạn sẽ rõ hơn nè. Đó, thì tầm tầm ở đây cái hỗ trợ 21 nè, và cái biên 22 này các bạn có thể canh 22 để canh tham gia đối với lại KSB. Đó, đây là những cái cổ phiếu mà biến động rất là nhanh để chúng các bạn các anh chị tham gia nha. Rồi, như vậy thì mình thấy là cũng khá là nhiều cổ phiếu để cho các bạn quan tâm, và chúng ta cần quan tâm thêm những cái cổ phiếu mà mang tính chất gọi là bất động sản khu công nghiệp. Thì mình thấy là có IDC, không? IDC là một cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp cũng để đáng cho các anh chị và các bạn lưu tâm. Thì nó rơi vào những cái hỗ trợ 36.5, 37 đó, thì cũng hợp lý, không? Hợp lý để cho các bạn tham gia đối với lại cổ phiếu IDC nha. IDC cũng là một cổ phiếu rất hấp dẫn để cho các bạn tham gia nha. Rồi, có thể là mình làm một cái video clip tương đối như thế này thôi bạn. Đó, thì các bạn có thể là
À, cần quan tâm hơn thì các bạn và các anh chị có thể là liên hệ với Bình để chúng ta cũng có thể là chia sẻ nhiều cái hơn, hấp dẫn hơn. Đó. Và trong đoạn này và các anh chị và bạn bảo toàn được và cũng như là kiếm được lợi nhuận trong thời gian tới. Ok, các bạn có thể là mời Bình ly cà phê hoặc là hợp với tính cách mua bán của Bình thì các bạn có thể là ủng hộ Bình bằng cái việc mở tài khoản tại VPS hoặc ở SI. À, với cái ID của mình thì hiện tại đang nằm ở đây thôi. Đó, hoặc là các bạn có thể là quét cái mã QR, đúng không? Cái mã QR có thể scan ở đây. Cũng như là các bạn có thể kết bạn Zalo qua cái hình scan ở đây luôn nha. Đó. Đó là cái scan nhanh. Đó, còn các bạn mà có thể là mở thì mở nhanh ở đây cũng được nha bạn. Đó, với những cái ID đây. Như là có những cái mở cà phê thì các bạn có thể mời qua cái Momo ở số điện thoại của mình cũng như là Vietcombank hoặc là VIBank. À, cảm ơn mọi người rất nhiều và chúc mọi người đầu tư thành công và mình nghĩ là chỉnh là một cái cơ hội vời để cho mọi người tham gia. Đó, mạnh dạn lên các bạn nha và chúng ta cứ mua nhặt dần với những cái cổ phiếu hấp dẫn nha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người.